tháng 11 này, một giải đấu lớn sắp khởi tranh. Giải đấu có quy mô hoành tráng nhất, hấp dẫn nhất. Giải đấu đẳng cấp và danh giá nhất. Quy tụ 128 vị trấn thủ công thần cùng nhau tranh đoạt phần thưởng lên tới 100 triệu đồng. Giải tư Internet TV Sony 48 inch. Giải 3 Smart TV Samsung 4K 50 inch. Giải nhì Laptop Asus Gaming. Giải nhất xe máy Liberty One 2019. Sơn Đình xin trân trọng giới thiệu Công thần đại chiến 2019. Đấu trường danh vọng số 1. Lời tri ân sâu sắc dành cho hàng trăm vị công thần khởi tranh từ 29 tháng 11, nhiều vòng đấu khắc nghiệt, đối thuật trực tiếp trên mọi kênh sóng. Cùng theo dõi và nhận quà tặng mini game mỗi ngày. Công thần đại chiến 2019, tất cả chỉ có tại sân hình.com.